Ngày nay, quan điểm mua sắm của các gia đình đã khác trước. Các gia đình ngày càng quan tâm và sẵn sàng hơn trong việc thiết kế không gian sống, sử dụng nội thất trong gia đình một cách đồng bộ. Việc sử dụng đồng bộ các thiết bị khiến cho không gian gia đình trở nên hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả sử dụng cao là một xu hướng của thời đại. Là giáo viên, công việc của chị Hoa khá bận rộn. Chị chia sẻ rằng, sau một ngày làm việc vất vả, một trong những khoảnh khắc thú vị nhất với chị là trở về với không gian hiện đại của ngôi nhà thân yêu. Ở nơi đây, chị thấy mình được tái tạo sức lao động. Với những thiết kế đồng bộ và thông minh, chị đã có nhiều thời gian thư giãn hơn trong khi nấu nướng. Vâng, xin chào chị Hoa. Vì sao chị lại quyết định lựa chọn sản phẩm của Boron theo bộ ạ? Tôi là một người phụ nữ, vì vậy mà tôi rất thích có một cái căn bếp vừa đẹp vừa hiện đại. Chồng tôi là một kiến trúc sư, nên là anh rất là kỹ tính khi đi tìm hiểu qua các showroom. Thì là chúng tôi đã lựa chọn được sản phẩm của Boron, một nhãn hiệu của Pháp. Ở đây chúng tôi tìm được một sự đồng bộ về tất cả các sản phẩm, ví dụ như là từ bếp từ, máy hút mùi, lò vi sóng, lò nướng, lò hấp và máy rửa bát, tủ lạnh. Khi tôi nấu nướng thì tôi có thể vừa nấu trên bếp và vẫn sử dụng được các lò, ví dụ lò hấp, lò nướng, đấy mà vẫn ra những món ăn rất là ngon và rất là rút ngắn được thời gian. Bước vào không gian gia đình chị Hoa, có thể nói đó là nghệ thuật tổ chức không gian, khiến chị không mất quá nhiều thời gian cho việc sắp xếp gọn gàng. Các thiết bị của Boron lại rất dễ lau chùi, vệ sinh sau khi nấu nướng. Điều đó giúp chị có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn bên gia đình. Hiện nay, khi các gia đình ở các khu chung cư, các khu căn hộ liền kề hay biệt thự, việc dịch chuyển, thay đổi không gian sống của mọi gia đình đã trở nên thường xuyên hơn. Nhu cầu hưởng thụ và thư giãn khi vào bếp đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Theo như Việt Trinh tìm hiểu thì để có được một bộ sản phẩm Boron đầy đủ như này thì mức chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Vậy tại sao gia đình chị vẫn tin tưởng sử dụng sản phẩm của Boron ạ? Sở dĩ chúng tôi lựa chọn sản phẩm này bởi vì chúng tôi biết đây là một nhãn hiệu được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam và nó có cái thời gian bảo hành tương đối là dài, khoảng 3 năm. Vì vậy mà chúng tôi đã quyết định lựa chọn cái nhãn Boron này. Vâng, xin cảm ơn chị Hoa với những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, khán giả đã có thêm kiến thức, thông tin về một thương hiệu uy tín cho việc mua sắm thiết bị gia dụng trong gia đình mình. Để không gian gia đình luôn là nơi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống của bạn cũng như người thân. Chương trình hôm nay cung cấp cho khán giả địa chỉ 2 showroom chính thức của thiết bị Boron tại Hà Nội. Showroom Golden House, 49 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Showroom Tân Đồ, 62 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.